Sáng ngày 7 tháng 1 năm 2019 tại Hà Nội, Đảng ủy Việt Tiên Banh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, ủy ban tại Đảng ủy khối. Cùng dự hội nghị còn có các đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ kiểm tra tài chính Ủy ban kiểm tra Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Thạnh, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng chí Vũ Việt Phương, Phó vụ trưởng vụ theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương. Về phía Đảng ủy Việt Tiên Banh có đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đồng chí Trần Kiên Cường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, đồng chí Trần Minh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ cho biết Năm 2019, Việt Tiên Banh đã tập trung triển khai tích cực, có kết quả các mục tiêu tại phương án cơ cấu lại, gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 theo kế hoạch và lộ trình đã được phê duyệt. Nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Trung ương, Đảng ủy khối được thực hiện với tinh thần nghiêm túc, chủ động, phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Tiên Banh, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Việt Tiên Banh đã đạt được trong năm 2019. Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Tấn Công cũng lưu ý, Đảng Bộ Việt Tiên Banh cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Việt Tiên Banh. Tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ kinh doanh năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020, tạo tiền đề để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đồng chí Trần Kiên Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Trần Minh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, đồng chí Trần Thu Huyền, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc khối nhân sự, đồng chí Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng giám đốc đã vinh dự nhận được kỷ niệm trương của Đảng ủy khối và các ban trung ương Đảng. Việt Tin Banh nâng giá trị cuộc sống.